năm đó tới 120 tỷ tiền mặt, chưa kể tất cả những nhu yếu phẩm. Là giáo sư Trần Châu Quý đang phát biểu trên nơi để chống Covid của cả nước, các nơi chỉ chứng tỏ rằng là gì, nó thật sự không thể ảo. Và chính vì họ bảo ảo mà tôi buộc lòng phải đi xem tất cả các nhà vườn, tôi thấy rằng là hoàn toàn đúng và sự thật, họ rất chân chính. Thế thì bây giờ báo chí là phải mô tả những cái nào ấy, và mình phải cho cái kia và hướng ra để thay đổi cái này. Thì đấy mới là nhiệm vụ của báo chí chân chính và nhiệm vụ nhà báo là cái của bạn. Thế thì đấy là tôi muốn chia sẻ cái thứ nhất. Cái thứ hai, muốn kiến nghị nhà nước trong sinh hoạt cảnh đã được nhà nước công nhận theo nghị định 52 là 107 ngày thì lan đột biến cũng như lan thường cần phải được nhà nước bảo trợ và hỗ trợ cho vay vốn, cho tạo mọi điều kiện để anh em phát triển và định hướng. Thế thì nhiều người cũng hỏi và báo chí cũng có thể hỏi tôi là thế thì tất cả đủ xô mà làm điều kiện thì bạn bán cho ai? Rất dễ, câu trả lời như thế này: nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ cứ tiến hành sản xuất và để đưa nó hoàn thiện đến những tác phẩm tuyệt mỹ sẽ có thị trường. Chúng ta chưa ăn thua gì với các nước trong khu vực Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Anh, Pháp, họ chơi các lan là cũng rất mạnh và hơn ta nhiều. Tôi có dự một cuộc đấu giá một giò lan đột biến địa lan kiếm hơn nở vào mùa xuân, ba cái hoa môi của nó cân đối chia đều một cấp 120 đô, trị giá 278 vạn nhân dân tệ, có nghĩa là hơn 200 tỷ tiền Việt. Một cái chậu hoa thật mà tôi kinh sửng sốt và thấy rằng là như thế. Cho đến lúc về đến thấy của Việt Nam ta thì thấy rằng là vừa rồi nó có những cái được cả một cái chậu nó lớn to như thế, nó xứng đáng cái cách mà làm kia thì nó giá trị đúng như thế. Đấy. Cho nên mình phải mô tả và phải thật chính xác, khách quan và tìm hiểu toàn gương mặt tình đám cả nhà. Tôi đi rất nhiều hơn 30 nước, cũng đã từng say mê và đến với những nơi là siêu tâm đá. Tôi đã có lúc mà dám liều, tức là mua chỗ cái anh được vươn lan của thế giới ấy, để cố gắng để mang về cho một nhánh và lấy cái quả để mang về để làm. Thế mà cũng thấy là các nước nó đã tập trung vào luôn vài bản như thế. Thì Việt Nam chúng ta là cần phải như vậy để làm, để phát triển một thành phố. Đây là một sinh thái, một nền kinh tế sinh thái nó mang lại lợi ích thật sự. Vừa rồi thì xin hỏi các đồng chí là nhà nước chưa bao thuế phóng ra. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào các cái cửa hàng bán ấy, thì chúng ta phải tăng thuế doanh nghiệp. Cho nên anh em chơi ra cả làm truyền thống và làm và không có đâu mà cần phải phát triển đưa các khoa công nghệ để đẩy một cái nữa là chúng ta phải đẩy lên một cái cao trào mới, đó là các nhà khoa học các vùng viện nhà nước phải đầu tư vào để giao cho anh ấy lai tạo các cái giống mới thì toàn dân như mới có hy vọng chơi hoa lan. Vì sao? Bởi vì khi tạo cái giống mới này thì có thể sử dụng các công nghệ nhân quy mô để tạo ra hàng loạt các cái cây con mà không đòi hỏi cái tiêu chí khắt khe như trong một lan đột biến trước. Ở đây phải phân biệt rất rõ khi nào dùng nguyên cây mô và khi nào không được dùng nguyên cây mô. Ở đây nhiều anh em ở đây có cả giáo sư Thành cũng nói luôn là nhân để sản xuất hoa lan công nghiệp như hồ điệp, như hoàng thảo cát cành, như lan thạch hồng tía, như lan gốc để làm thuốc. Chúng ta không cần phải đòi hỏi khuôn bông mặt hoa y xì như cây mảnh. Thì nuôi cây mô có công nghệ tuyệt vời cho tất cả các loại cây trồng, kể cả nhân bản con người lấy độc công nghệ tế bào gốc
có thể nhân nhầm đâu, ý gì như ông Khang như ông Thành anh như tôi, thì cái đó là được, khoa học bây giờ chúng ta làm được. Nhưng nếu để chơi đúng theo tiêu chí của Như Lạc Hoàng hiện nay anh em đang chơi thì chỉ có phương pháp nghiên cứu là đảm bảo tối ưu và chuẩn mực nhất. Vì sao? Vì nó đầy đủ tất cả những các yếu tố di truyền và sức sống. Hai nữa là nó vẫn giữ nguyên được tất cả các đặc tính về di truyền và mạch công như vậy. Chỉ trừ những anh em tham lam tính quá nhiều, đẻ tới 10 con gốc trong một cái nghề là đột biến là chính của tôi. Hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng như tôi nói, tức là đột biến là liên tục xảy ra trong thiên nhiên và từ sinh sinh vật đến con người, có thể dùng được các tác nhân đột biến hóa học và vật lý, tức là các tia phóng xạ để tạo nên các cái đột biến ở cây trồng, hoàn toàn là có thật và nó đụng chạm tất cả những cái tác nhân bên trong bên ngoài mà đụng chạm đến phân tử ADN thì đều gây nên các đột biến. Và đột biến ấy được di truyền cho các thế hệ sau thông qua các cái lần phân chia tế bào. Nếu mà các tế bào suy dưỡng thì nó tạo nên cái thể khảo hợp. Anh muốn duy trì nó thì anh phải lấy đúng cái mô của cái khu mà nó bị đột biến, tiếp tục nhân và tạo nên một cái cây hoàn chỉnh để làm đột biến toàn phần. Còn không thì phải qua con đường sinh sản hữu tính, tức là có bố và mẹ, hai giao tử kết hợp và truyền, phải tiếp tục chọn lọc. Thế thì đa phần đột biến là có hại và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ trong hàng vạn các đột biến mới có những đột biến có lợi cho sinh vật và các đột biến có lợi cho con người. Con người thì thích chọn những đột biến có lợi cho con người. Thí dụ anh trồng mía, anh muốn tạo giống mía là to cây, hàm lượng đường cao, thế thì cái đó lợi cho con người nhưng không có lợi cho bản thân cây mía. To giòn gãy ngay khi bão, hàm lượng đường cao sâu bệnh tiêu diệt ngay. Và chọn được một cái giống đấy không phải đơn thuần ngày một ngày hai, tối thiểu anh cũng phải làm 5 đến 10 năm là nhanh nhất, rồi... còn không thì phải 20 năm, 30 rồi. Năm chứ không phải. Sở dĩ các đột biến tự nhiên nó phong phú bởi vì những cái loài này nó đã có hàng triệu năm và nó tích lũy lại được, thì bây giờ con người vào rừng người ta đang được khám phá ra, thì lọc ra những cái dạng mà nó thấy đẹp theo cái gu của từng người mà chọn ra. Thế thì trong chơi lan đột biến nó chia làm hai nhóm, cái nhóm năm cái trắng và cái nhóm năm cái hồng. Lúc đầu thì anh chơi năm cái trắng tuyệt, sau đó anh thấy là nó cũng đến một thời gian anh đã phát hiện ra năm cái trắng hợp lý, thì nhân lên nhân lên thì đến bây giờ nó đạt đến cái gì, năm cái trắng phải là hồng trắng, môi phải sạch sẽ, cánh bầu vai ngang phải xếp, hương thơm thì quyến rũ, và tất cả những cái đó nó cực hiếm và rất hiếm, nhưng mà trong thiên nhiên nó tìm là vẫn có, và trên thế giới các nước mà cùng nhiệt đới như ta nó cũng có tìm, và tìm kiếm anh em nó đã có người đi lùng một các nước để tìm kiếm để chơi thế nào. Thế mà hoàn toàn bằng các tác nhân có thể gây nên các đột biến, nhưng tiếc rằng các đột biến ấy nó lại không giống như đột biến tự nhiên. Nếu bạch tạng hoàn toàn trắng hoàn toàn thì anh ra được, hoặc mét vàng ở lá thì anh ra được, hoặc là chùm hoa hai bông thành bốn bông thì được. Nhưng để được năm cánh trắng hồng hồng, hay là hồng như kiểu rất là hồng, hay hồng như là hồng Minh Châu, thì gây đột biến nhân tạo hầu như là không thể lặp lại được trong tự nhiên. Vì đột biến là hoàn toàn định hướng, không định hướng, mà muốn điều khiển đấy thì anh phải giải mã được cái gen, mấy gen quy định cái đột biến hồng hay năm cánh trắng, và sau đó
anh dùng công nghệ gen, anh có thể tác động vào đúng như thế thì mới tạo ra. Thì cái này đấy là kỳ vọng của thế giới, của các nhà khoa học, kể cả Mỹ, Anh, Pháp còn đang kỳ vọng, chứ không thể là ngày một ngày hai nói lên xô xử lý phát ra ngay. Tôi làm 50 năm rồi đến bìa lúa thì chỉ dám đụng chạm đến những thương hiệu nào, thứ nhất hạt to lên, thứ hai hạt đang cứng thành dẻo cơm, thứ ba không thơm đến thơm, và thứ bốn là đang mềm cây cứng cây. Thế thì từ những cái dấu hiệu đấy anh lại phải lai với nó để kết hợp các đặc tính vào, và sau 50 năm tôi và các đồng nghiệp mới tạo ra được 30 giống lúa, trong đó có giống lúa GT10 nổi tiếng đã phát triển đến 36 nước, hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng mà trong tự nhiên thì nó lại có cái đột biến lùn đi vay gen của thế giới, nó phát hiện ra nó mới lai với cái thằng cao cây, nó mới tạo ra cái giống nông như 8 là thần nông 8, và chính cái giống này đã bị GT10 của tôi loại khỏi vòng Việt Nam. Có khi thế lắm. 95 tổ chức phát triển châu Á nó trao tặng chúng tôi cái giải thưởng quốc tế là gì, người làm đảo lộn tình hình quốc học châu Á Thái Bình Dương là tiến sĩ Trần Trung Quý, vì loại được cái IR8 là niềm tự hào nhất của phe tư bản, và chúng ta là hoàn toàn luôn được lắm. Nhưng cũng phải mất 25 năm nó mới ra được, chứ không phải là đơn giản nói với các anh kia ngon quá, nói ngon quá. Các anh ấy chỉ có đúng như thế này có thể tạo ra rất nhiều đột biến, vì hoa cây cảnh là chơi các loại khảm lá, bông cụt, bông thò, bông lốm đốm thì được, nhưng để thuần khiết mà chơi như anh em La Pha người ta quy định là năm cánh trắng là phải học sạch, mũi trắng và cánh nó phải tuyết và vai ngang, thì xin lỗi các bạn và các giáo sư mà không chuyên ngành như chúng tôi không thể tạo ra được đúng như là có cái trong tự nhiên. Chỉ có là đột biến bạch tạng bất chế độ, đột biến lùn đây hai, và các cái dấu hiệu nhỏ nhặt của từng bông đột biến thì được tạo ra. Nhưng kết hợp hoàn mỹ toàn bộ này thì chỉ có đột biến tự nhiên và quan trọng học hàng nghìn năm mới có. Cho nên nó mới đắt và quý và nở chỗ đấy. Nếu hiểu sâu sắc như thế thì không có gì là lạ. Thế còn các anh ấy đây thì bảo không, hoa thì rất dễ, tôi làm cái thì nó ra đây, nhưng mà ra thị trường mới có chấp nhận. Trong giới chơi hoa chấp nhận thì dù có bao nhiêu anh làm ra thì cả cũng mua. Thế nhưng mà để bình dân cắm thôi là gọi là có ý thì cũng được. Trong phần trình bày của giáo điều đẻ tới 10 con gốc trong một cái, thế mà ít khi nó đẻ dài lên thì tất cả các cái chất điều hòa sinh trưởng sẽ ảnh hưởng ngay đến bản thân cái gì đó, cho nên là chúng ta bị người ta cho là lừa và sai tới ngay. Nó giống như nuôi cây mô, anh phải nuôi cây mô nhân về mặt đông. Chính tôi có kinh nghiệm 4 năm khi tôi bắt đầu lai hai dòng đột biến khác nhau, gieo hạt và nuôi cây mô, và lấy 8 dòng nuôi cây mô tắt nhà nuôi cây mô trong Nam mang theo tôi đi cắt xài cây hết, xài hoa hết. Cho nên tôi khẳng định được tại hội nghị này, kể cả cái nhà báo, đừng tưởng nuôi cái mô mà làm được con bông đúng cái đầu tiên, chỉ làm cho tất cả những cây rừng để trồng rừng, cho những cây khác làm để làm thuốc, và hát anh nó không đòi hỏi. Anh nhìn kỹ tất cả những cái lan cổ điển trông rất đẹp như này, nhưng mà mỗi mặt cây hoa là khác nhau, nó không như là anh đột biến. Anh đột biến là để chơi, ví dụ như mô của các bác mà lên không y xì như thế này là coi. Nhưng chơi đột biến cũng phải hiểu sâu về chuyên môn để hiểu và chớ nên trách đau một, bởi vì bản thân sinh vật nó có một cái bước phản ứng của nó. Khi lên trồng từ miền Bắc vào miền Nam thì màu sắc của hoa có thay đổi. Vì thế chơi lan đột biến chuẩn nhất, anh phải cho cái cây đó ra hoa 3 năm liên tục,
để xem cái mức độ ổn định như thế nào và chuẩn. Lúc bây giờ nhân giống kim phát 100% không bao giờ bị khiếu nại. Nhưng mà thông thường thì anh em cũng nóng vội, cẩn thận nhất chỉ cho được 2 năm, còn ít anh cho 3 năm. Nhưng mà trước đây thì nhiều anh cũng bảo là thế thì thông thường phải thế. Cho nên trong nghiên cứu đột biến chúng tôi bắt buộc phải trồng lại 2 lần lặp lại và hàng nghìn cá thể để so sánh xem đúng nó có di chuyển hay không. Thế còn trong đột biến nó có cái khi anh trồng từ Bắc vào Nam nó thay đổi thì chớ vội kết luận bạn là cậu lừa, mà phải theo dõi xem. Trong khoa học thế giới đã có một vụ kiện rất lớn là hai nhà khoa học nổi tiếng ở Liên Xô, khi ông này quý ông kia tặng cho một khóm hoa hồng bạch, ông này rất phấn khởi nhanh chóng về phía Nam trồng nó ra màu đỏ. Thế thì khoe với vợ là màu bạch, vợ sướng rồi, nhưng mà bây giờ nó ra màu đỏ. Thế thì ông kia là tức phải nói, thế thì ông kia bảo không, hoa tao là hoa màu bạch. Thế thì không tin, bây giờ mày đánh trở lại mang lại đây. Thế thì đánh trở lại phía Bắc là người ta trồng nhà phải nói lại trồng màu bạch. Thì đấy hai ông đã phát hiện ra cái quy luật về mức phản ứng trong sự khác của một dấu hiệu. Cho nên nó có khái niệm là gì? Hoa ổn định, rộng hay hẹp. Đấy, chơi đá đột biến nó phải hiểu thế. Chứ đừng có nói là ông vừa ấy, từ vùng này cách hàng vài nghìn cây số có giữ được hay không. Cho nên có những cái nó chỉ thích nghi trong rất hẹp thì nó biểu hiện cái đó, đi sang cái khác nó thay đổi. Thì đừng vội kết luận là bạn lừa đảo, mà chúng ta phải bình tĩnh là chia sẻ để chống lại những chuyện này. Cho nên bây giờ anh em chưa làm đột biến, họ dùng các công nghệ cao khi tạo điều kiện đúng ở nơi như là xuất xứ của họ, về mở điều hòa ánh sáng chia sẻ đúng ý chí. Tôi tin rằng tất cả các dấu hiệu đó ổn định đúng bản chất thị trường. Ở đây muốn chia sẻ với anh em về mặt chuyên môn như vậy để chúng ta hiểu hơn và nói hơn, và báo chí khi muốn biết về lĩnh vực này có những cái tiêu cực bên đó thì chúng ta cần phải tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn, hiểu sâu nó để cung cấp những tư liệu chính xác khi chúng ta phản ánh một hiện tượng sau, tránh khi làm để làm mất cả cái phong trào của chúng ta. Thì tôi muốn chia sẻ như vậy và sẵn sàng đối thoại với tất cả anh chị em báo chí và các nhà khoa học trong cái lĩnh vực này.